Đâu là con rắn bự lớn, chú nó bự lớn. Nó cỡ trời ơi. Nha. Nó lớn hơn cái thùng này nè. Lớn hơn cái thùng nước này luôn. Ừ. Ghê vậy? Nghe ghê thì trời. Đầu đó nó đâu có làm gì, bắt đầu nó gặp mình đi ra rồi. Bị nhà mình ở trước cửa vậy nè. Nhà tu sao nè, nè nó cắt nhà xuống lại cấp qua thầy rồi. Ông thầy Tèo đó nè, lính ông đi xuống ha, cũng gặp đồ quý đi vậy là đi na bốn người đệ tử với hai với ổng đi xuống rồi là bốn ông kia ổng tham đi gặp cũng như là thẻ mà phải vàng thôi đó. Ôi. Rồi cuối cùng là cái ông kia ổng mới thấy gì ổng nói sao để mình lấy tắm luôn rồi quyến lên thử coi. Cuối cùng bốn ông bị lạc nằm dưới luôn đó. Ông thầy Tèo là về chùa rồi là hồi đó thì có ông anh ông qua trước này này ổng có nắm vụ đó là ổng biết rằng là ổng nói ông gắn hội khủng lồ đó rồi cuối cùng mấy ông giật rồi chết rồi người ta đạp đồng lên người ta đâu cho giật nữa. Con rắn nó đạp đồng ha? Không phải chứ gì á. Chư vị. Chư thần người ta đâu cho. Cuối cùng mấy ông chở rắn nó về rồi nghỉ. Mến chào cô bác anh chị em, hiện tại Cao Hớn mình đang có mặt tại một cái con đường mòn nhỏ ở dưới chân núi Tô. Phía xa xa trên cao đó gọi là dồ hội của núi Tô, rất là nổi tiếng. Nơi thờ cúng rất là nhiều quyền bí tâm linh. Thì mình hôm nay mình đến đây mình có duyên mình gặp được chú Út. Chú Út là người sinh sống ở đây khoảng gần 30 năm nay và gặp rất là nhiều điều về những việc tâm linh vô vi xảy ra, như là gặp những cái ông hổ, ông mây rất là lớn và khổng lồ. Thì chú là một người từng đi những cái hang núi ở đây nổi tiếng. Dạ, vậy hôm nay con có duyên với chú có thể chia sẻ cho con cũng như mọi người biết ha chú. Bây giờ ở đây thì nó có cái dồ hậu này thấy thôi, còn từ đó lên là năm căn rồi tới Tiên Bồng này kia lên trển luôn. Đi dọc qua mẹ Nam Hải bên luôn nữa. Là mấy cái hang hả chú? Không phải, trên núi đó là chùa dạ. Không đó. Trên vết bển là chùa không đó. Nhất cái đường xe đi lên đó. À. Xe mình chạy đâu có được. Phải đi xe đò lên tới mẹ Nam Hải là người về tới 100 ngàn lận. Còn tới dò hậu đó là 50 ngàn đó. Dạ. Và cái việc mà chú đi nhặt phân dê của trên núi này rất là lâu năm rồi. Rồi rất là nhiều hang anh chảnh. Thì như cô Út bữa hổm có chia sẻ cho con nói chút mày biết rất là gần. Những ổng từng gặp những con rắn là chú đúng không? Dạ, là cái chú đó gặp như thế nào chú có thể chia sẻ cho con và mọi người biết hả chú? Thì mình đi lên thì bắt đầu gặp nó nằm thì mình đứng mình chịu chứ sao giờ. Đứng chịu từ từ nó rút nó đi à. Chứ nó đâu nó ấy. Mà nhất là có cái con hổ mây á. Hổ mây đó nằm ở hang nào chú? Hổ mây nó ít nằm ở hang lắm mà nó nằm ở trong này nhiều nè. Ở trong hang Quân Y á. Hang Quân Y? Ừ, hang Quân Y trong đó còn ở đây có mà nó ít nó gặp mình đó là nó có chạy đâu. Lúc đó là chú gặp là cái con nó khoảng bao lớn chú diễn tả cho con biết được không chú? Nó cỡ khoảng 4-5 kg á. Còn tương bắt tại đây là con 3 kg nè. À. Đó. Là chú gặp mấy con mà 4-5 kg, 50 kg là chuyện thường ngày. Ừ, cái đó có hoài gì. Còn chú nói với con hồi nãy gặp cái con mà bự nhất á, cái con mà chú từng thấy á. Bự ở đây có con nữa nè. Chỗ dưới đường chỗ chui lại chùa chỗ đường cái đường mình đi xuống hang mà cái đường nước của chùa bây giờ đó. Chùa chùa gì ta? Chùa gì chứ? Mộc nè. Chùa Câu Mộc nè. À. Đó. Thì lúc đó nhà tôi cất tôi mượn đất chùa bên bảy đó tôi cất bên đó tôi ở. Thì tới chiều mình đi qua. Thì qua thì mấy ông nằm được không bao lớn nhưng nằm dài. Đâu là mấy ông. Đâu là con rắn bự lớn chú nó bự lớn. Ừ, nó cỡ. Trời ơi. Nè. Nó lớn hơn cái thùng này nè. Lớn hơn cái thùng nước này luôn. Ừ. Nghe ghê vậy? Nghe ghê trời. Đầu đó nó đâu có làm gì, bắt đầu nó gặp mình đi ra rồi. Bị nhà mình ở trước cửa vậy nè. Nhà tu sao nè, nó cắt nhà xuống lại cấp qua miễu qua miễu tà đó. Rồi mình đi xuống đó dưới đó cái hàng ở dưới đó đó. Đó thì bắt đầu nó tụt xuống hàng đó luôn à. Chứ nó không có chạy. Lúc đó là chú gặp cái ông gắn đó là nằm theo chiều dài hay là phanh tròn chú? Chiều dài mà. Chiều dài. Ừ. Thì nằm lên trường nó vắt chiều nó phơi kêu rồi nó lên nó phơi xương đó. Vắt chiều phơi xương. Ừ, nó lên phơi xương, nó nằm nó phơi xương. Rồi lúc chú gặp đó là cái cảm giác của chú như thế nào? Không, mình cũng bình thường, bị tôi gặp hoài lấy đây đâu đó, tôi đâu có sợ. Nó vậy đó, mình đâu có nhầm gì. À, vậy là chú cũng biết được cái điều mà trên cái núi Tô này có những cái ông rắn rất là khổng lồ như vậy. Có chứ. Bây giờ nó cũng tu hết rồi, không ơi. Lúc đó chú gặp là khoảng năm mấy chú? Hồi đó gặp hôm nay cũng cỡ gần 20 năm rồi. Dạ. Lúc tôi mới qua đây á. Còn bây giờ ổng tu hết rồi. Bây giờ thì dân người ta về nhiều. Mấy ổng rút về núi ổng tu hết trơn rồi. Xuống hang nó ở trơn rồi.
Và chú đi những cái hang mà sâu như vậy đó, thì có những cái điều gì mà chú gặp trắc trở hoặc gặp những cái điều gì nó hơi vô vi tâm linh không chú? Cái đó tự mình à, ăn thua mình lòng mình đi, mình đừng có tham thì cái chuyện nào cũng nó yên ổn hết trơn á. Mà đi mà nếu mình lòng mình tham á, thì bởi đó tôi đợt tôi chung chú hang này đó, là tôi đi tôi cũng đi hốt phân nữa. Cái hang nào chú? Đây nè, hang sao miễu nè. Miễu của bà Thiên Hậu Nương Nương gì phải không chú? Ừ, đây nè. Đó. À. Nó bị gì cái chùa này chứ miễu là một chủ một à. Mà bị gì sao này hồi trước, sao này nó chia lại cho bà 11, rồi cái sao này nó chia lại cho con bà, con bà 11 á. Đó là chùa đó là của bà Thu á, cái là con cháu nội. Cháu nội bà 11. Con cũng nhớ là sau lưng của cái miễu đó là có một cái hang ông mây rất là lớn. Con cũng từng lội xuống đó chút xíu. Ừ, chỗ ở sau hè chùa đi, cũng đi xuống được gì. Chỗ ông ta, chỗ bà, chỗ bảy đó, chỗ ông thầy tại ông đang thờ đó, có hang xuống thờ dưới á. Dạ. Là chú đi với hang đó gặp những điều gì chú? Ở dưới đó thì đi xuống, đợt tôi đi xuống tôi gặp ba cái đá đó, rồi tôi kính xin bữa sau lên xuống tôi lấy, mà bữa sau xuống lấy là lấy không được, đi không gặp. Ủa đá đó như thế nào mà sao chú lại muốn lấy? Trời, nó có kẻ gì nè mà nó chôm chôm lên gì nè, mà nó xanh dần à, đẹp lắm. Ngộ quá ta. Ừ. Nó có chiếu hào quang không chú? Có sao không, nó xanh dần ha. Bởi thấy đẹp tôi tính tôi bữa sau lên là tôi đem đồ leo lấy đục theo lên là mà tôi đi xuống chung luôn xuống là tôi kiếm tôi đục tôi khử ra một miếng đem về cho con cháu tôi nó chơi chứ không mình phải lấy bán gì mà bữa sau đi xuống rồi là không có gặp. Ngộ ta. Là chú cũng đến gần vị trí đó luôn hay sao? Ừ mà không gặp. Ngộ á. Ừ bị chư thần người ta đâu cho lấy. Mà cái bãi đá lớn không chú không? Chung với hàng vậy á. Không, ý nó bãi đá nó lớn không chú? Cũng bự á. Nó cũng lớn vậy nè mà nó có cái kẻ cũng như đá nó đá mấy ổng để lại mà kêu thần người ta đã giữ đó, ông thần cho ông thấy thì cho ông ta nó đẹp gì đó, rồi ông tính ông đi lấy thì ông lấy chứ thần người ta đâu cho ông gặp nữa. À, chú đã chui bữa hôm trước rồi hôm sau rồi tính đảo lại đem dụng cụ theo lấy mà không gặp. Không gặp đi lên lạc luôn. Lạc luôn. Bữa đó lạc hết tới mấy tiếng hồ à. Rồi lạc rồi cuối cùng là chú đi đâu ra? Chỗ trên nóc. Chỗ trên cao trên núi luôn hả? Không có chỗ trên nóc chỗ sau hè miễu á. À. Chỗ lên luôn. Mình chung dưới rồi sao mình lạc nào bắt đầu mới chung chỗ lên trên lại. Trời ơi. Chứ đâu chung xuống được nữa. Nó mới chung chỗ lên trên. Là tính lấy đá đẹp lắm. Ông gặp ông phái liền mà. Trời ơi ông thầy bèo đó nè, lính ông đi xuống ha, cũng gặp đồ quý đi vậy là đi na bốn người đệ tử với hai với ổng đi xuống rồi là bốn ông kia ông tham đi. Gặp cũng như là thẻ mà phải vàng thôi đó. Trời ơi. Rồi cuối cùng là cái ông kia ông mới thấy gì ông nói sao để mình lấy tấm lên mình quyến lên thử coi. Cuối cùng bốn ông bị lạc nằm dưới luôn đó. Ông thầy tèo là về chùa rồi là móng kia nghe gõ chuông cho ông con khi ông thầy tèo xuống cứu lên được đó là bắt đầu là ông nói về lên đó, là ông nói là nghe gõ chuông bon bon mà đi không có đường đi ra. Nghe mà kiếm đường đi thì nó khó ra không được. Ừ. Rồi trên này ông thầy đồ nè người ta mới giấy ta cúng cái đòn đó. Cúng xong rồi ông thầy tèo ông chở xuống lại. Ông đi dây xuống lại xong hoàng là ông xuống dưới ông giấy rồi xong là ông mở cửa ra mới đi lên nó cúng bốn người lên. Đó có sao đâu không dám chung nữa. Trời ơi. Vậy là để chung thấy cái của quý ở dưới hả gì chú? Ừ. Cũng như là thấy bằng vàng hả? Vàng hả? Ừ. Rồi cái lòng tham được mà lấy coi thử đem về đó. Người ta đâu có cho. Là cũng tại cái hang đó luôn hả chú? Ừ, cái hang ông mây đó. Ừ, nghe đó. Trời ơi. Rồi tôi đi tôi lạc hết. Chú bị hết một lần chú mới thấy. Ừ, tôi bị bơi trước tôi đi tôi gặp rồi. Nguyên một bãi. Nó dính vô một bãi đá gì nè, mà nghe dựng gì nè, mà nó kẻ hở gì nè. Rồi tôi nắm gịch ra mà gịch không có được. Cái tôi nói này mời lên, tôi chung lên, lấy đồ lên, tôi dạ tôi đi. Lên, mà lên kiếm hoài, kiếm gặp. Cuối cùng đi kiếm cái đi, họ viết, mà lạc luôn. Lạc tới giờ này mấy giờ tới đây nè. Đi hồi sáng sớm mà lên lạc tè này bây giờ tới đây nè. Cái chỗ lên trên đó. Dạ. Cái lúc mà cái hang ông mây đó con tới cái ngôi miếu Thiên Hậu Nương Nương đó con đã từng nghe một số người chỉ con lại đó để con khám phá cái hang đó con đã từng chui dưới đó mà chưa có chui sâu á chú. Ở trong đó cá nó hơi dữ lắm. Cá có dữ luôn. Trời ơi có mùa tháng 3 tháng 2 rồi đó. Nước giật đó trong đó nguyên cái hầm như đó vậy nè, nó rộ ào ào trong đó đó. Rồi trời, trong hang mà có cá trời. Sao không cái trần dục. Cái trục với cá lóc, cá chê. Đó, rồi bắt đầu
đường chung rồi là tôi bắt sau này tôi đi đó là chú tính mua dây gân mình nè, buộc ngoài miệng là tôi đi vô tốt chổng, rồi khi đi chở ra ra thì đi theo dây, bị dưới cái đường thì dữ lắm, rồi lát chở ra mình không có dây làm đi nó quẹo đó nó chặt đường. À phải phân dây đi. Ừ. Cả một thời gian trước nhỏ này con có nghe một người chú ấy nói tôi nè, là ổng hồi trước sinh sống là đi xuống loạn đó chứ, ừ. Là đi kiếm đá trắng trắng về bán cho mấy tiệm vàng á, để người ta làm cái hộp á, là ừ. Đi bằng dây không đó. Ừ, cái đó đá rồi, đá kim cương đó. Dạ, rồi mà ổng gặp cái gì ở dưới là ổng nghĩ luôn đó, ổng nói gặp dưới sáng dữ lắm là giống như vàng dưới á, gặp dưới sáng như một dùng như loạn luôn là ổng nghĩ lấy người đâu, thiên thần phải giữ cho dễ gì. Cái sự tích mà cái cặp gắn mà tu tại cái hang mây như hồi nãy chú nói cái hang sao miểu đó chú, thì chú có từng nghe không chú? Cặp gắn bự lúc trước á. Cặp bự lúc trước thì là bà 11 bà biết rành lắm mà sau này bà mất rồi, bởi hồi đó chỗ mà chỗ cái ông Hổ đang làm đó, ông thầy đang làm đó. Dạ. Hồi đó ông Hổ xuống đó, ông bà mới đẻ đó đó, mới xuống mới rước bà 11 lên chùa này nè, mới lên đó mới đẻ cho bà, xanh cho bà đó đây đi. Bởi bây giờ, bây giờ ta mới... mới xây ông Hổ này ra đó. À mới thờ thêm ông Hổ hả chú? Ông Hổ đó ừ. Hồi đó bà sanh ở đó đó. Vậy là bà 11 cũng sanh cho bà Hổ. Ừ, sanh ngay đó đó. Bởi người ta đặt tới giờ còn đó. Còn cái con rắn gì mà khổng lồ to mà quân đội mà giật làm sao chú? Cũng không may nữa. Không may. Ừ. Nó bự khoảng bao lớn chú? Đồng phi vậy đó. Trời ơi trời. Trời ơi, cô Út bà hổng có chia sẻ cho con là nói là quân đội xách xe vô chở luôn. Ừ, thì mấy ông đưa miệng vô móng giật mà. Móng giật nổ rồi banh bắt đầu chuyển vô đem xe vô chạy xe vô chở. Chứ khiên gì nổi. Lúc đó chú có đứng gần hay chứng kiến thấy gì không chú? Không, cái đó mình thì hồi đó thì có ông anh ông qua trước này này, ông có nắm vô đó là ông biết rằng là ông nói ông gắn hội khủng lồ đó, rồi cuối cùng mấy ông giật rồi chết rồi, người ta đạp đồng lên, người ta đâu cho giật nữa. Con rắn nó đạp đồng hả? Không phải, chư vị á. Chư vị. Chư thần người ta đâu cho. Cuối cùng mấy ông chở rắn nó về rồi nghỉ luôn, nghỉ về miền tới bây giờ luôn đó. Là chỉ mấy ông bây giờ, cái hang đó mấy ông bây giờ đang là khai thác lại là để làm ở trên cái bồn nước của người ta hồi đó, hồi ngày xưa đó. Là hồi chầu Mỹ đó, mấy ông ở đó đó. Dạ. Yeah. Căn cứ của người ta đó đó. Cuối cùng bây giờ mấy ông đang xây bồn trên đó lại là mở đường đi vô đó đó. Hiện tại cái hang đó như con với chút cái đồ có thể mình tới mình khám phá mình tham quan được không? Cái đó bình thường đó. À vậy mai mốt sắp xếp thời gian rảnh này con với chút có thể là là chú dẫn con đi tham quan mấy cái hang đó hả chú? Cái đó bình thường, đây vô đường này nè đúng rồi. Trời ơi rắn gì dữ. Ừ, như đó. Chú Út mà đi khoảng trên 20 năm nay mấy cái hang dê cho nó lấy phân á, ừ. Thì chú Út gặp khoảng bao nhiêu lần mà những cái con rắn mà bằng cái thùng nước đó hoặc là nhỏ hơn chút xíu gặp nhiều không chú? Gặp được có hai lần à, còn rắn cỡ 2-3 ký thì nó lai rai hoài vậy à. Đó. Rắn đó thì tôi đâu có sợ, mà mấy ông gặp mình mà là nếu mấy ông mình không biết thì nó khó khăn lắm, còn nếu mấy ông chống mình đó thì mình phải làm mà phải bắt à, rắn đó bắt buộc phải bắt. Chứ đâu có gì khó, bởi vì nó đi nó ở trên mình dưới này đi lên vậy thì ở trển nó đi xuống bởi đi đó để đem cái khăn ba quấn trên đầu đó ở trển đi xuống nó trển đi xuống đó. Mấy ông gặp mình rồi mình đứng lại ha, là mấy ông cũng sừng lên thẳng vậy nè rồi đưa cái đầu thẳng này mình vậy đó. Ồ nó cháu vừa đâu mà nếu anh biết á thì ông cầm cái khăn gì nè, nó chú cầm cái khăn chú phớt ngang là nó phóng liền đó, phóng là chú liền đó, mà chú biết đó thì tay này cứ vớt ra thì chụp nó xuống. Chụp cần cổ hả chú? Chụp cổ, mình nó bay xuống phóng rồi nè, chụp xuống, gạt xuống cái đầu giò này chú phải đạp liền, sau cái đuôi nó quánh liền đó. Tự lẹ. Trời ơi. Tự lẹ. Chú bắt con 3 ký chỗ sau hè nè, chỗ hầm nè. Chỗ tôi nói chỗ... Là chú cũng bắt bằng tay không vậy đó hả? Bữa đó, hai con chó nó lùa, nó lọt xuống hố bơm đi. Lọt xuống hố bơm xong là hoài hết trơn, mà tôi đâu biết là có hổ may đâu. Cuối cùng ở trên này tôi bay xuống, tôi cầm cái quéo, thì tôi chấn cổ nó. Tôi chấn cổ xong cái tôi mới kêu vợ tôi lấy đèn ra tiếp. Thì vợ tôi chạy ra, tôi mới đè xuống, tôi chụp cái đầu. Cái đuôi nó vừa quấn lên đầu tôi đạp xuống xong hoàng tôi nắm cổ lên. Rồi mẹ tôi biết nó rồi. Tôi đem vô nhà. Mẹ tôi lẹo miệng lại tới sáng là anh chết luôn à. Trời ơi. Rồi cái bắt đầu sáng tôi mần cái ông bên chùa, ông đi ở Sóc Trăng ông lên. Ông sáng đi qua ông gặp, nó trời cho chú dám phát nó. Tôi nói chứ không bao dám được, đã bay xuống cái chấn động rồi mà không bắt làm sao được. Còn bằng đêm á, nó chậm hơn 10 ngày.
Ngộ hả? Ừ, còn ngày nó lẹ lắm. Còn đêm thấy gì cho nó chậm chứ nó chậm hơn. Đó là cũng là cái kinh nghiệm để bắt mấy những gắn hổ hổ mây á chú. Đúng rồi, mình mới làm mình mới biết chứ. Phải có một cái dụng cụ để bắt cho nó mổ rồi mình chụp cái cổ nó. Chú đi phải có cái khăn. Không thôi là chú không có khăn thì chú phải lột cái áo. Mình đứng tử tế cho nó cũng chịu luôn. Nó gặp mình rồi nó chịu gì nè, nó hả đầu nó chịu thôi chứ nó cũng chưa phóng đâu. Thì đó nếu mình không có khăn á thì mình phải cởi áo. Từ từ chú lột áo rồi chú phát gì cái nó phóng chú liền đó. Phóng cắn liền đó. Dạ. Nó lẹ lắm, ngày á. Rắn to tại núi Tô này con cũng nghe một vài người ở trên núi cũng có kể cho con cũng giống như chú nè, nhưng mà người ta chưa gặp. Nhưng mà hôm nay đích thân là con mới nghe được chú là đã từng gặp con rắn nó bự đó luôn. Như những cái con rắn bự đó chú. Ở đây cũng có con lớn nè. Rồi, gần không chú? Chỗ cái hang nước mà mình tính chỗ sau hàng 7 này đi lên chút xíu đụng rồi. Chỗ cây sa kê đó. Hàng nó cũng cá không à. Cá dưới đi lắm. Trời ơi, mấy cái hang mà cá nằm dưới hang. Cá đồng của mình hả chú? Không phải. Cá đó là cá thịt dục á. Cá đó như cá lóc gì đó. Mà nó ngon hơn cá lóc mà. Cái mình nó giống như con cá núi vậy ta. Cá lóc gì đó. Ừ, cá núi cá kêu ta kêu cái cá thịt dục đó. Chứ mà ăn nó ngon hơn con cá mà lóc mình vậy lắm. Nó chỉ núi mới có thôi. Chứ đồng bằng đâu có. Ngoài cái việc mà người ta gặp rắn người ta chạy hoặc là ta trốn không dám to thì có người nào mà từng bị gặp những con rắn bự đó mà hành hoặc là bị cắn hay bị rượt gì không chú? Từng nghe không chú? Không mà đó bà Bảy Diệu đồ ở đây nè. Đã cũng vô hang trong đó hang chỗ ấy đó. Gặp rồi phải bả lết phải chạy không rồi mấy ổng nằm ở trên nó ổng mấy ổng chi chịu thôi chứ nó không đâu có được. Rồi mình gặp là mình mấy bả lết phải chạy rồi. Hồi đó đi vô hốc phân hay vô trong này nữa nè. Nó vô đi nóng bả đi trong gặp lần thứ hai là tẩn đâu dám đi hốn nữa. Còn ở trên này chỗ hang tôi đi nè. Cũng là bà nhỏ là con Miên mà nó bà có chồng rồi có con bự ra thằng đó biết cái chuyện cái gì cái đàn đó. Nó cũng cỡ chừng 7-8 tuổi nó bự nó cũng khôn lắm. Cái tôi đi lên. Cái hai mẹ con lên trước rồi. Lên trước nó gặp tôi lên. Gặp lên nó xuống đá chỗ đó mình điểm ngồi đó nó xuống đó nó ngồi. Nó nói ông Út rồi ông Út. Tết Út rồi hỏi gì vậy? Con gặp con rắn mà mình nói thằng nít bị nó nói mà nó gặp tôi biết là cỡ này trở lại hả? Đùi trở lại hả? Nó nói anh đi còn gặp con rắn quá lớn vậy con với mẹ con chạy muốn chết. Chở hang tôi với ông Sáu đi đó. Thiệt mà. Mày gặp trong hang luôn đó hả chú Út? Không nó ngoài. Gặp bên ngoài. Ừ. Còn cái kẻ tôi leo lên á. Tôi leo tôi bưng phân ra đó. Tôi vừa tôi leo lên rồi bị chơi cái chỗ đó sao nó cao nè. Bắt đầu tôi đạp tôi leo lên vừa lên thì ổng á chổng cũng bự nha, gắn cỡ cùi giò mà nè. Mà anh hành thì đi lên theo ảnh ăn dơ đó. Rồi anh lú cái đầu ra gì nè. Xong mẹ tôi lên, thấy lú đầu ra cái tôi vợ tôi lui xuống. Tôi mở đầu lui từ từ xuống, tôi rút xuống rồi giọt ra. Chứ mà bị mình ở chợ đá cái đường kẻ bên nhìn chung vô mình nếu mình đâu có cái đường đó. Nó phóng ra mình đâu có đỡ được. Không có đường xây chuyển để thoát. Ừ. Dạ. Cái gì đó. Ừ. Nghe nhiều cái câu chuyện mà chú từng chứng kiến thấy ghê vậy ta. Không gì sao cũng lên quay đó dơ rồi kia nữa đó. Trời ơi bây giờ mấy năm nay nó bị làm cái hang, làm cái bảng rồi chú một lần cái gì đó. Rất kèm chú em nó đi khoảng là chừng 2 cây số gì đó. Chứ vừa đâu. Nghe đó. Trời tôi à. Năm có năm nay tôi hốt năm nay quá tràn mưa sớm sớm rồi hốt không hết nổi bị ướt không à chú. Đó. Hốt vậy là chú bán theo năm hay là bán theo tháng chứ? Bán năm. Một năm vậy khoảng nhiêu tiền chứ? Nếu mà phải thì nếu năm năm rồi thì tôi được có một người mà 10 triệu à. Một năm được 10 triệu. Ê. Vậy là chú với cô Út là cũng là thu nhập nhờ cái chuyện phải bán phân dê nè. Đó. Thì là năm nay được có 40 mấy dạ, 50 dạ. Bữa hổm con có nghe cô Út nói là chú với cô đi nhặt con dê gì cũng tin cái điều tâm linh. Do đó là hàng năm là chú có cúng trong những cái hang đó là chú có cách thức cúng là như thế nào chú? Có lần cúng cho á. Năm nào cũng phải cúng mùng 4 là đi cúng rồi. Mùng 4 là tháng mấy chú? Mùng 4 Tết á. Mùng 4 Tết. Qua Tết á. Mùng 1 nè, mùng 2 nè, mùng 3 nè, mùng 4 đi cúng. Dạ, chú cho con hỏi thêm là chú cúng cái đó là cúng cho các ông mây, ông rắn đó phải không? Không phải, cúng cho chư vị chư thần. Chư vị chư thần? Ừ, chư thần thần ta. Rồi những cái ông rắn bở lớn vậy đó cũng có phải là các vị chư thần không? Cái đó bên chư thần ta không? Bên chư thần? Ừ.
chứ đâu có đâu có bên chư thần ta không, mình đâu có giữ, mình đâu có rắn không, đâu có ai nó chư thần ta giữ hết rồi, mình ra mình giá giá chư thần thôi, nói chư thần đâu họ là khi đi lên là người ta chư thần ta dẹp hết rồi, à không cho mình thấy, không cho thấy đâu. Nói gì đó từ hồi tôi mấy năm nay tôi giấy rồi là ít có thấy lắm. Trời ơi, vợ tôi đang đứng dưới, tôi đang hốt dưới này mà con rắn đâu cả chừng 2 kg trên cây nó rớt xuống trước mặt bà bảo quản hầu hết. Nói trời ơi, ông rắn tôi nói rắn kệ cho nó chạy đi. Nó tóc nó chạy à. Mình đừng có đụng phạm gì nó hay chứ. Không. Và cái điều mà chú đi cúng như vậy hàng năm đó, có cái năm nào mà chú thấy cái biểu hiện mà cái đồ cúng hoặc là cái gì đó trong hang đó nó biểu hiện khác thường không chú? Nó cũng có vậy, khi mình cúng rồi là mình phải bỏ đồ ăn lại rồi. Chú phải bỏ lại cái đầu, nguyên cái đầu với của mình. Đầu gì chú? Cá mình cúng đó. Cá hả? Cá dạ. Cúng, ừ, cúng cá không? Năm nào mình cúng cặp cá đó đó. Với chú có thấy trái, biểu hiện không? Bánh trái với gạo này kia nó rồi mình ra rải. Đó. Gì đó. Có khi nào mà chú thấy mấy cái ông đó xuất hiện mà để ăn hay là để xuất hiện vòng vòng ngay cái ngày cúng đó không chú? Không có đâu, tôi cúng chắc sáng rồi tôi đi rồi. Cúng rồi tôi để lại, mình cúng rồi là cái nào mình phải để lại hơi bánh trái đó mình rải hết. Với gạo muối rồi đó, mình phải rải. Nó mình giấy cái gì sinh thần người ta đó, cho người ta ăn. Với đàn binh rồi đó, nó nói vậy đó, không có gì khó cho nó. Đi hang mà nó bậy là không được. Với thứ hai là có lòng tham trong đó là sẽ bị kẹt lại hả chú? Kẹt không được đâu. Với lòng tham là không được. Dạ. Chừng đi đó là những lòng tham với hai mình phải đi đâu tin mà đi á. Đi đừng nói là không đi hồi chừng lạc á. Chừng lát không đi, đi lạc mất tiêu à. Không tin tưởng mà nói này nói kia hồi lạc. Lạc đó. Chứ không vừa đâu. Như cô lậu đi đường này hiện giờ lên núi đó mà đi hàng hồi người không biết đi sao, trời ơi đi lậu hồi chừng lạc hết thì chút xíu là đi lạc tốt hết trơn đó. Như cái chuyến mà chú từng gặp mà gặp những cái hòn đá phát sáng và đẹp đó, chú có nổi lên cái lòng tham mà để lấy đó, thì chú đi lạc đó thì chú có nghĩ là do cái lòng tham của chú thì nên mới các chư thần dẫn chú đi lạc không? Không, cái đó là vì bị gì mình cái lòng thì không có tham, mà có cái là mình tại mình muốn lấy thêm về nhà mình, là có cái là người ta không cho lấy là gì. Nếu đem về nhà rồi đó thì đầu tiếu ra nó khó khăn. Dạ. Nó có cái gì nó khó đó, chứ không dễ đâu. Đồn ra nói là tại cái núi Tô Hang đó có vật quý hả chú? Thì nhà nước ta quản lý đó. Nó khó lắm, đâu phải dễ. Và cái điều mà như con cũng từng nghe là những cái hang ở trên đó cũng có một số cô chú lớn tuổi mà ngày xưa mấy chục năm về trước từng đi những cái hang đó, từng nhặt được những cái đồ quý trong đó, là những cái điều đó có không chú? Có chứ. Là như vỏ đạn rồi thêm cái những cái vật quý á, đồ cổ đó, coi là có luôn. Có, là bởi vì mà nó người nào có phước á mới lấy mới được. Còn không phước không phần là người ta không cho lấy đâu. Dạ, như những người nào mà chú từng nghe và từng thấy không chú? Như người ta nhặt được gì á chú? Có đây giờ đó thì chỉ có ông thầy Tèo ông lấy được thôi. Ông lấy được, ông đem về xứ ông luôn Vĩnh Châu đi. Rồi. Là ông lấy được cái gì á chú? Ông lấy được Phật tượng người ta lớn gì này dưới á. Rồi, trong đẹp, hang. Ừ, nó đẹp lắm. Mà ông đem ra giấu không đó. Giấu rồi xong rồi ông về là không đưa. Ông lên xe ông đưa gì vậy? Ông đưa gì vậy? Vĩnh Châu luôn đó. Mà ông bây giờ ông tu làm phước dữ lắm. À, tu làm phước do đó là cái người cũng giống như là tu mà muốn đắc đạo hay gì mới nhặt được cái tượng Phật này kia hả chú? Bởi vì từ ở sau hàng chùa này nè, chùa Cầu Mộc đó chú chưa đi sao? Sau hàng chùa Cầu Mộc chú lên chưa? Chưa. Nó từ dạ đó không? Chỗ Bà Đen nè, chỗ đó là từ đó dài lên tới Điện Ngọc Hoàng luôn, là ông thầy Tèo không làm không á, không làm tiền lúc đó trên gần 5 tỷ bạc thôi đó. Bây giờ làm gì nổi? Là cái đường đi đó chú. Cái đường đi luôn, ông xây luôn đó, ông xây Bà Đen luôn đó. Với tứ đại thiên vương trên trển đó, trên trời đó. Dạ, cái đường đó con có đi rồi, con đi khoảng gần 2 năm nay rồi, con nhớ là con có đi rồi. Ừ, nhưng cũng thầy cũng làm đó. Rồi cái hang ông May mà chú nói là từng gặp bự là nó xích qua bên cái đường đó. Ừ, bên tay trái nè. Dạ. Bên tay trái. Thì lên tới chỗ ông Hổ đó, lên tới chỗ ông Hổ có đường đi tắt ngang qua đó nè. Thì xuống bạn đó. Dạ. Thì đó cũng được, mà đi đó nó lâu hơn. Gì đó. Nghe ghê thật. Ghê gì, đi. Chú Tài chú không đi hoài quen, nó cũng bình thường à. Đâu có gì sợ. Chứ không có gì. Tôi ở đây tôi đi hái hốt phân là 4 giờ khuya tôi đi rồi. Tôi đi bằng đèn rồi.
4 giờ mà chú lội chém tới hôi đi bằng đèn. Rồi đi bằng đèn. Đi đèn chém mờ mờ trời gần sáng là bắt đầu mình quét rồi. Cái gì đó, chứ đâu phải dễ ăn đâu. Tháng này có chứ cũng có nữa mà không được. Nó ướt sành sạch sạch gì nè, rồi nó đâu có khô đâu. Thì chú gánh gì được, gánh con chút gì nó nặng như đá gì đó. Như nước không, về nó nổi tay chân ngứa trơn. Tháng này đâu có hốt được. Ngộ. Ngoài mấy cái hang đó mà chú từng trên 20 năm nay chú từng gặp rất là nhiều rắn mây, rắn nhỏ nhiều và cũng chỉ có 2 lần gặp rắn to thôi. Thì ngoài những cái con rắn đó thì trên rừng núi thì chú còn gặp những cái con hoặc nào khác không chú? Tôi về đây tôi hốt phân hang đó là trên 20 năm rồi đó. Sống nó không đó tội nghiệp. Dạ. Ngoài những con rắn á chú, là chú còn gặp những cái con thú nào mà nó hoang dã mà nó quý hiếm cũng như là gặp những cái điều tâm linh khác không chú? Ở đây thì tôi chưa gặp. Nói chung đi dưới này còn núi này á thì núi này tôi đi hết trơn à, chỗ nào cũng tôi có đi trên. Núi Tô chú đi hết rồi. Chỗ nào cũng đi trên đó, trên đồi 614 là cao nhất, còn đầu 514 ở đây. Nó gà đó là đầu 614 cao nhất, rồi kế nữa là đầu 514 là xong đó. Nó đi qua tức dập đó luôn đó, nó đi xuống rồi đó, đường nó về tức dập đó lên đó cái dọ đó đó. Dạ. Chỗ đó đi xuống. À rồi, chú nhắc cái đồi tức dập con mới nhớ, cho phép con hỏi điều này chú có không ha chú? Là chỗ cái núi Tô với núi tức dập mà ngay chăng cái chỗ nào mà có cái khúc cua mà giáp giữa hai núi đó. Con nghe ở chỗ kẹt nước gì đó. Đây nè. À con nghe nói là xuất hiện những cái ông rắn rất là to bò xuống uống nước là có không chú? Thì đó, đây nè. Là cái hướng xéo bên đây ha chú? Đó hai cái núi còn cái kẻ nữa à. Cái đường này đi vô là đi chỗ qua bên tới dập luôn nữa nè, xe qua chạy được nữa. Mà mấy cái việc mà mấy ông mây lớn đó, ông rắn nó lớn đó mà xuống đó uống nước là có không chú? Có chứ, tự mấy ông tát bắt cá vậy. Trời ơi, tát bắt cá luôn. Nếu hầm cỡ lớn vẫn có cá rồi mấy ông treo nay rồi xong mấy ông tát mấy bắt cá luôn mà ngoài á chứ hơi vừa đâu. À. Nếu mà tát được vậy là heo con đón là những cái ông hổ mây đó cũng bằng cái thùng nước này mấy câu mới tát được. Ừ, cái đó không à, đâu có nhỏ. Cái đó mà gặp con chắc con quéo hết chân quá. Có phần này có nữa còn hai thức ăn á, bị ông ở đây cố cụ hồi đó giờ, hồi đời ông già ổng rồi. ông già ông gặp con rắn á là khoảng gần bằng cái thùng phi gì đó, rồi bắt đầu là 8-9 người lận. Đi bộ đội đó, ông già cũng cộng sản đó, rồi xuống nhau lại mà mới lấy dây mây mình á. Dạ. Dây mây mà trời. Dây mây đuôi ghế ha. Không phải. Dạ. Mây thứ mây mà trái chàm đó. Dạ. Biết cái chàm không? Biết. Ừ dạ. Đó. Mấy ông mới lấy dây mây mới đập rồi bắt đầu mới quấn cái dòng vật á, đưa vô cần cổ mấy ông dính rồi thế là 8 người ông hai ông ba nói 8 người mình chịu ổng ha. Là ông tóc là ông chạy cái 18 người luôn nè, té trời ơi. Bắt không gì được. Gắn bự ra sao bắt được? Bắt được, bắt nổi đâu. 8 người mà không được lợi không? Không lợi đâu, trời ơi. Núi Tô này lên chảnh là nghe mấy người lớn tuổi chảnh kể thì mấy cái việc mà cũng giống như chú vậy nè. Tôi mà nghe ghê lắm. Đất tôi mua năm nay là 10 năm còn bỏ cái đầu 500 á, còn miếng chảnh á. À. Còn miếng nằm ở trên á. Như núi Tô này còn heo gừng mấy cái này con đó không chú? Còn mà ít lắm. Dạ. Có còn ở núi Tô này là đa số là còn khỉ nhiều. Dạ khỉ. Ừ, khỉ dữ lắm. Khỉ bày đó. Con cũng từng lên trên đó, con cũng thấy một số con khỉ nó bu quá trời nó bu. Và cạnh đó khỉ dữ lắm. Khỉ đó nhà nước đâu có ra, nhà nước ta bắt gì đây ta thả dữ lắm rồi. Nhà nước ta đâu cho bắt. Tự quá, kiểm lâm nó bào gặp có phạt dữ lắm đó trời. Dạ. Yeah. Cái vừa đâu. Ở đây bắt là bắt lén, nó bán rồi kia nào chơi thôi chứ đâu có dám bắt. Dạ, với con cảm ơn chú Út rất là nhiều đã chia sẻ một cái câu chuyện có thật mà chú từng ở đây trên 20 năm mà đã gặp những cái ông hổ gắn rất là lớn. Nghe kể cũng muốn gợn người vậy. Nó đi, nếu mà đi con đi mình nên mà đi vòng vòng mấy cái hang không dám đâu. Cái hang dơi tôi đang hốt là mấy chục, 20 năm nay đó. Coi như vậy ở đây ai cũng biết chứ không phải không đâu. Là điều người ta không dám làm, ta sợ bị rắn như đó. Đúng rồi. Giờ tôi rớt xuống nó lại nó ăn, đó, nó ăn. Đó, cho nên người ta không dám làm, mà tôi về tôi làm năm nay nó là 20 năm, bởi tôi làm có mình anh à.
có tốt miền ở dưới tại đây ở dưới ngoài kinh đó, nó cũng khổ, nó lên rồi nó gặp nó cũng quảng hồn, nó chạy hoài nó giết rồi nó cũng nó bỏ. Tức là mấy cái người mà hút trước chú đó đã từng gặp những cái ông rắn lớn đó rồi, cho đó ta không dám vô nữa. Ta không dám vô bởi vì ai cũng sợ, cho ở đây ai không bể, nó dân địa phương đây như cái phích rồi đó, phúc lâm rồi ngoại đó cũng đi gì mà đi, nó không đâu có dám. Cuối cùng giờ còn mình tôi hốt tới giờ đó. Nó hay nếu bà độ á do chuyện gì nhiều đó thì hốt một năm cũng kiếm từ trăm trong ngoài. Trời ơi, một năm khoảng 100 triệu. Không có, trăm dạ. Trăm dạ cả, con tưởng nó 100 triệu. Hết hồn. Nhưng mà chắc cái hang đó là hàng năm là chú cúng thường lợi hàng năm rồi. Đúng rồi. Chú cúng vậy là cúng mấy cái hang chú? À, tôi cúng có hang đó. Có hang đó à? Dạ, mấy hang phụ kia thì cũng như là khỏi ha. Khỏi. Chú cúng chỗ tránh nè. Theo con nghĩ thì chú cũng có cái tâm để cúng mấy ông, cũng như là thành tâm bên đó, lòng tham không, mình không tìm những con vật cũng như những mình chỉ những thứ quý giá. Mình chỉ hốt phân mình về mình sống thôi. Dạ. Chứ mình đâu có kiếm nó đó làm gì, mấy con đó làm gì. Đó, thì mấy ông kêu vậy, thằng mình giái năm nào cũng vậy, từ tôi giái giờ là ít có gặp lắm. Năm nào tôi cũng cúng. Chú cúng vậy là bà tới nay bao nhiêu năm cúng rồi chú? Hả? Chú cúng này nó cũng 10 năm rồi. Dạ khoảng 10 năm, vậy là 10 năm trở về trước là chú mà thường xuyên gặp đó. Luôn. Ừ. Dưới tớp là lạ lên, không biết là nó cũng bị hoài. Dạ. Dạ vậy mới vài bữa nó có dịp rảnh đó, cái chú con nhờ chú dẫn mấy con đi lên đó tham quan những cái hang đó để tìm hiểu, sẵn quay một đoạn phim cho bà con cô bác xem luôn ha chú. Dạ. Vì câu hớn mình xin tạm dừng clip tại đây. Ông gì Sáu cũng có lên đó quay lên đó. Dạ. Cảm ơn quý bà con cô bác anh chị em đã theo dõi ạ.